Các bác nhé, hôm nay cửa hàng Ba Trăng lên clip giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích Nhật bãi. Lô này em lên sẽ lô chữ E. Lô này em lên sẽ gồm có máy C đây qua nhé, 393, 360 rất là đẹp, Echo 362, con này là con Echo 452 lớn nhá, này là tay cụt này và Makita nòng đứng nhá. Số điện thoại cửa hàng em xin nhắc lại là 0976123320. Sản phẩm theo kèm sẽ gồm có rũa nhé, rũa tuyếp và tô vít này. Bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin like, đăng ký kênh và chuông thông báo nhé. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc các bác nhé. Rồi, lô này sẽ là chữ E, E1 ngày hôm nay. E1 ngày hôm nay giới thiệu luôn. Con này thì con đến từ thương hiệu Makita, con này rất là đẹp các bác nhé. Đây, hơi hám này, quá nét này, làm xích đây. Con này là Makita 400. Con này được trang bị số là 40cc, nòng 40 ly nhé. Máy là máy nòng đứng, con này rất là đẹp này. Con này chạy cực kỳ là ngon nhé. Anh em đi cắt keo kiểu thoải mái. Đấy, máy nòng đứng thì nó chạy rất loại xăng và đặc biệt thì công suất khá là lớn nhá, lên tới 40cc luôn. Máy đẹp keng này các bác này. Đấy. Rất là đẹp, làm xích này. Đây, các bác nhìn cái mặt này này. Làm xích quá nét nhá. Rồi, con này giá 1.6 triệu, trọng lượng máy 5kg, 1.6 triệu bao phí ship nhá. Test nổ tiếng máy con số 1 cho bác bơm xăng phụ có này. Rất là bốc các bác nhá. 40cc luôn các bác nhá. Còn đặc biệt con này rất là đẹp này các bác này, hơi hám bao đẹp đến 90% cho các bác luôn. Giá 1.6 triệu. Rồi tiếp theo E2. E2 ngày hôm nay có con cưa tay cụt cũng rất là đẹp. Con này E2, mã của nó Tanaka ESC3309. Đời 4 số luôn các bác này. 33cc, nòng 37 ly trong con tay cụt nhá. Máy rất là đẹp. Chạy lam 30, xích là xài xích chung 91, trọng lượng máy là 4kg. Con này thì đặc biệt thì máy móc gọi là như kiểu hàng thiếu cái thùng thôi, rất là đẹp các bác nhé, xuất sắc luôn cho mọi người này. Đó, con này thích hợp cho anh em cắt gia đình, cắt leo trèo, tỉa cành, cắt củi. Đặc biệt thì các bác nào có nhu cầu mua những con máy mà nhỏ nhẹ nhá, nhỏ nhẹ này, cắt thì các bác có thể tham khảo con này, rất là nhỏ này, cắt rất là sướng nhá. Đấy, cắt gọn nhẹ. Đấy, bồ bọng, các bác nhìn cái bồ nó này, mới này, quá đẹp nhá. Con này giá 1.8 triệu này, bao phí ship nhá. Đó, rất là dễ dàng di chuyển và đặc biệt thì những con mini này thì nó rất loại xăng, dày dật này, trắng tươi này, như chưa xài luôn các bác nhé, quá xuất sắc luôn. Đây. Rất là lớn nhá, bởi vì là máy nòng lên tới 37 ly cho nên là tua rất là lớn. Con này thì cắt cực kỳ là ngon, máy để nó mới. Rồi tiếp theo E3. E3 ngày hôm nay thì có con cưa một con khai thác tầm trung giá rẻ, khai thác chuyên nghiệp giá rẻ cho bác nhá. Một con chuyên đi khai thác giá rẻ cho bác. Con này là Echo 452 này, máy rất là mới này. Máy được trang bị công suất là 45cc, nòng 42 ly. Đấy, con này thì làm khá là dài, làm Latin, làm của nó là lên tới 50 nhá, mặt cắt 50, xích là xài xích đại, xích chân 72. Con này thì các bác hạ cây nhá, xẻ xiếc thì bao khỏe luôn. Và đặc biệt thì nó có bơm nhớt cơ nhá, đấy, các bơm nhớt tự động này. Khi các bác muốn bơm ra nhiều nhớt thì các bác dùng cái nút bấm này này, đó. Đó, còn không thì các bác bơm nhớt tự động nhá. Đó, trọng lượng máy con này rơi tầm 7.5kg. Đấy. Con này bao các bác xẻ đi hạ cây hiệu quả thoải mái luôn. Một con khai thác chuyên nghiệp giá rẻ luôn. Và đặc biệt cái dòng 452 nó rất là bền này. Anh em sử dụng nhá, thì nó phản hồi cực kỳ là tích cực về cái dòng này. Cắt cực kỳ là khỏe nhá. Đó, hạ cây hạ kiếp này, xẻ xiếc này cực kỳ là ngon. Con này giá chỉ là 2.300.000 thôi. Giá 2.300.000, bao phí ship cho anh em. Rồi tiếp đổi thêm máy con E3 cho các bác nhá. Công tắc đẩy lên đây.
cực kỳ là mạnh luôn, rất là đầm tay. Giá 2,3 triệu này, con E3. Con này siêu mới luôn, hàng quá mới luôn, hàng họ rất là mới nhá. Rồi tiếp theo E4. E4 ngày hôm nay thì có con cưa Echo 362. Một con Echo 362 nhá. Tem này tem của răng ma, tất cả động cơ của nó là động cơ Echo. Đây cái lam của lam Echo này. Lam con này lam 40, xích là xài xích 325. Xích con này thì mới đến 95%, chưa rũa nhá. Rất là mới luôn này, chắc cắt được tầm một lần thôi. Đấy. Con này thì hơi hám đẹp keng này các bác này. Đẹp keng ốc áng 7 màu hết nhá. Con này thì được trang bị công suất là 36cc, nòng 40mm, một con khai thác tầm trung. Con này thì các bác đi xẻ đi hạ cây rất là ok. Bánh gỗ 150 đổ lại thì cực kỳ là ngon nhá, máy rất là bền. Đó. Dòng này thì vòng tua lớn và đặc biệt thì độ bền cao nhá, chạy cực kỳ là đầm luôn. Trọng lượng máy 5,5 kg. Echo 362 36cc nòng 40mm. Phơi hám càng đét. Test nổ tiếng máy con E4 cho bác, con này giá 2,3 triệu, hệ anh em miền Tây nhá. Con này cắt cực kỳ là sướng luôn, rất là khỏe các bác. Nếu các bác cái cân nặng con này thì nó sẽ nhẹ hơn 3 kg liền nhá, 2,5 kg liền nhá. Các bác lựa chọn con này thì dễ dàng di chuyển hơn, thay vì các bác dùng con này thì nó khỏe hơn nhưng nó sẽ nặng hơn nha các bác nhá, và hao xăng hơn con này. Đó, và giá 2,3 triệu thì sức mạnh nó quá kinh khủng rồi. Test nổ này, đây hơi hám này, con này hơi căng đẹp, hơi hám con này bao đẹp 95% cho anh em, rất là căng các bác nhá. Hút luôn, quá chất luôn, siêu vip. Rồi con này giá 2,3 triệu E4. Tiếp theo con E5. E5 ngày hôm nay, E5 và E6 nhá, hai con đến từ thương hiệu của Si Đại Oa. Đấy, hai con Si Đại Oa, thương hiệu Si Đại Oa anh em biết rồi, một thương hiệu mà hàng cưa hàng đầu Nhật Bản luôn. Cưa số 1 Nhật Bản dòng cao cấp nhá. Đầu tiên thì có con Si Đại Oa 360, 36cc, nòng 40mm. Con này thì được trang bị công suất là 36cc, nòng 40mm, cắt tầm trung. Con này trọng lượng 5kg nhưng mà vòng tua dòng này nó rất là lớn anh em nhá, cực kỳ là mạnh luôn. Đó, chạy siêu loại xăng. Nếu mà để mệnh danh những cái dòng cưa mà tích hợp nhiều ưu điểm của máy cưa Nhật bãi nhất thì cưa Si Đại Oa là số 1, tiết kiệm xăng này, đặc biệt trọng lượng thiết kế gọn nhẹ, chạy bốc và rất là bền luôn. Đó. Con này được trang bị lam 35, lam lá tinh tản nhiệt, xích là xài xích mini, xích chuột, trọng lượng máy là 5kg, 36cc, nòng 40mm, máy rất là đẹp. Đó. Con này thì anh em đi cắt keo, cắt dừa rất thoải mái nhá. Rồi test nổ tiếng máy con E5 luôn cho các bác này. Con này giá 2,6 triệu chứ. Đây. Căng đét, máy nòng đứng tua rất là mạnh anh em nhé. Con này giá bán anh em giá 2,6 triệu này, bao phí ship. Rồi tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay có con siêu phẩm nhé, một con siêu phẩm cũng đến từ thương hiệu của Si Đại Oa, nhưng mà con này nó rất là đẹp. Con này thì hàng mới siêu vip luôn, con này mới đến 95% luôn. Một con Si Đại Oa, con này là Si Đại Oa 393 40cc, nòng 40mm nhé, làm Latin. Đây nó hơi bị dính cái nhựa ở đây các bác nhé. Làm là tình con này làm phải nói là làm mới đến 90%, chưa cắt được nhiều. Đó. Làm 40, mặt cắt 40, xích là xài xích chung 91, mặt trước này đổ au này, rất là đẹp nhá. À con này xích chân 325 luôn này. Xích chân 325 này các bác đi hạ cây đi xẻ nó rất là tiện lợi luôn. Và đặc biệt thì nó có được trang bị thêm một cái van xả áp này cho cái độ bền của máy nó sẽ cao hơn. Máy được trang bị công suất là 40cc, nòng 40mm nhá. Hơi hám con này thì bao các bác đẹp đến 95% luôn, máy thiếu cái thùng luôn. Rất là đẹp luôn nhá. Con này siêu vip luôn. Thì em sẽ test nổ tiếng máy cho các bác nhá, nghe cái độ vip của máy luôn này, máy nóng đứng. Rồi, con này bán anh em giá 3,3 triệu, bao phí ship nhá. Con E6 giá 3,3 triệu. Cuối cùng ngày hôm nay trọng lượng con này là 5,5 kg, 40cc, nòng 40mm. Máy này quá đẹp luôn. Đây, xuất sắc luôn nhá.
Rồi, con A6 siêu phẩm ngày hôm nay giá là 3,3 triệu nhé, bao phí ship. Đó, test nổi tiếng ngoài con cuối cùng ngày hôm nay cho các bác nhé. Rất là đẹp, rất là êm này. Đấy, nổ rất là êm nhé. Ok, nhớt của nó là nhớt trắng luôn các bác nhé. Nhớt trắng theo máy hàng bãi về luôn. Rồi, con này giá 3,3 triệu. Đó, anh em nào quan tâm sản phẩm thì mình liên hệ tiếp qua số điện thoại 0976 123 70. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.